Chào các em. Trong chuyên đề 9 về lượng tử ánh sáng thì chúng ta đã xét được 5 chủ đề rồi. Thì chủ đề thứ 6 này ta sẽ đề cập đến một số bài toán đặc biệt. Thế thì ví dụ như là này, bài toán thực nghiệm, tức là dựa vào các cái phép đo, người ta có thể tính toán được khối lượng của ếch trông, điện tích của ếch trông, hoặc là tính được hằng số Planck. Thế thì làm nào để tính được? Thì ta sẽ nghiên cứu trong các bài tập cụ thể. Rồi có bài toán thứ hai, người ta lại yêu cầu tính cái năng lượng, cái bước sóng ngắn nhất của tia Röntgen có thể phát ra được. Thì làm nào tính được? Chúng ta lại xét về nguyên tắc hoạt động của cái máy Röntgen. Rồi cũng có một cái bài toán mà nó lại liên quan đến cái chùm laser. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thế thì ở cách giải quyết của bài toán đặc biệt nó cũng khá đặc biệt. Tuy nhiên thì thầy giải một bài, nhưng mà chúng ta cố gắng là dựa vào đó để mà tổng quát hóa nó lên, để mà có thể giải được các cái bài khác tương tự, hoặc là có thể là người ta khai thác những cái yếu tố nó khó khăn hơn, chúng ta từ đấy tổng quát lên thì có thể làm được. Tức là mình phải biết cách suy luận. Thế thì bây giờ ta sẽ đi xét các bài toán cụ thể này. Bài đầu tiên. Khi chiếu ánh sáng có tần số F1 bằng 2,5 2,2 x 10 mũ 15 Hz vào một kim loại thì có hiện tượng quang điện. Các ếch trông kim loại bật ra và bị giữ lại bởi hiệu ứng thế hãm. U hãm 1 nó bằng âm 6,6 V. Nếu mà mình lại lấy ánh sáng khác có tần số là F2 bằng 2,538 nhân 10 15 Hz mà chiếu vào kim loại này thì sẽ có cái U hãm 2, tức là để giữ lại dòng quang điện, là âm 8 V. Thế yêu cầu của bài toán này là hãy xác định hằng số Planck. Ở câu A như thế, hằng số Planck bằng bao nhiêu? Thế thì nhiệm vụ của chúng ta như thế nào? Bây giờ ta sẽ phải viết công thức Einstein cho hai trường hợp chiếu này, đúng không? Như vậy thầy có này, áp dụng công thức Einstein. Thầy có nhé, H nhân với F1 bằng gì? Bằng là công thoát A cộng với E nhân U hãm 1. Đây thì gọi là biểu thức số 1. H nhân với lại F2 bằng A cộng với E nhân U hãm 2, biểu thức thứ 2. Vậy bây giờ làm nào để thầy tính được H nhanh nhất? Lấy 2 vế của 1 trừ 2 vế của 2. Lấy 2 vế 1 trừ cho 2 thì thầy được cái gì? Vế trái còn là H nhân với lại F1 trừ đi F2. Vế phải A trừ A hết, vậy E nhân với lại U hãm 1 trừ đi U hãm 2. Cái chúng ta cần tính là hằng số Planck. Vậy thầy ta suy ra là hằng số Planck H sẽ bằng E nhân U hãm 1 trừ U hãm 2 chia cho F1 trừ đi F2. Và thay số liệu ở đây thì ta xem là có cái gì phải đổi không. E là 1,6 10 mũ 19, U hãm 1 âm 6,6, U hãm 2 là âm 8, thì trừ của âm 8 thành cộng 8. Trên F1 không cần đổi, F2 không cần đổi. Thì chúng ta sẽ thu được cái hằng số Planck nó bằng là 6,627 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân với giây. Cái số liệu này so với cái số liệu mà hằng số Planck chúng ta vẫn hay sử dụng thì nó có chênh lệch một chút ít, đúng không? Cái hằng số Planck mình hay sử dụng nó là 6,625, thì bây giờ là 6,627, như vậy chênh khoảng 2,0002, thế là rất là nhỏ, đúng không? Thế thì cái số liệu này, số liệu thực nghiệm mà được như này là rất là quý rồi. Thế câu B người ta lại hỏi mình là
hãy xác định giới hạn quang điện, tức là lambda 0 bằng bao nhiêu. Sau khi có hàng số Planck này rồi, bắt buộc mình phải dùng hàng số Planck này, mình thay vào 1. Đấy. Thế thì từ 1 thầy suy ra được là A sẽ bằng là HC trên lambda 0 chính bằng là HF1 trừ đi E U hãm 1. À, vậy thì lambda 0 sẽ bằng là HC chia cho HF1 trừ E nhân U hãm 1. À, bây giờ thay số, nhưng với lưu ý H đừng có thay là 6,625 10^-34 nhé, mà H ở đây phải thay cái số trên này này, 6,627 10^-34. À, thì ta sẽ tính ra được cái này là 0,494 micromet. Đầu tiên mình tính ra mét nhân với 10^-6 thì xong mình đổi ra thì nó ra 0,494 micromet. À, như vậy chúng ta đã xét xong cái bài toán đặc biệt thứ nhất, tức là chiếu hai lần rồi đo u hãm của ếch trông, từ đấy tính ra được hàng số Planck. Đấy, cách tính như thế này, thế nào đấy, hàng số Planck, công thức đây tổng quát liên quan đến tần số F1, tần số F2, u hãm 1 và u hãm 2, tức là một cái biện pháp thực nghiệm ta đo gián tiếp các đại lượng khác rồi tính ra cái hàng số Planck. Bây giờ sang cái bài số 2. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ, bức sóng lambda 1 bằng 0,25 và lambda 2 bằng 0,3 vào một tấm kim loại thì ta thấy vận tốc ban đầu V1 37,31 10^5, V2 4,93 10^5. Câu A, hãy tính khối lượng của ếch trông. À, như vậy bài 2 lại là một bài mà xác định khối lượng ếch trông bằng thực nghiệm. À, thế thầy có thể ghi cái tóm tắt như thế này. Lambda 1 bằng 0,25 mét à micromet thì vận tốc của ếch trông bật ra là 7,31 10^5 mét trên giây. À, đây là vận tốc cực đại ấy nhá. À, lambda 2 bằng 0,3 micromet thì vận tốc cực đại của ếch trông V2 nó lại là 4,93 nhân 10^5 mét trên giây. À, câu A nó lại bắt tính là ME bằng bao nhiêu. À, thế thì chúng ta sẽ giải quyết thế nào đối với bài toán này? À, mình lại phải viết phương trình, viết công thức Einstein cho hai trường hợp, đúng không? Áp dụng công thức Einstein. À, thì thầy sẽ viết này, HC trên lambda 1 sẽ dùng vào việc gì? À, thoát ếch trông ra cộng với lại 1/2 ME nhân với V1 bình trên 2. À, 1/2 rồi thì thôi. Đây. ME bình V1 bình trên 2. Đơn vị đây là 1. Ký hiệu đây là 1. HC trên lambda 2 thì lại bằng A cộng với lại ME nhân V2 bình trên 2. Đây là biểu thức số 2. À, thế từ 1 và 2 thì làm nào tính ra M một cách nhanh nhất? À, lại tương tự bên kia, lấy 2 vế 1 trừ cho 2. À, thì A trừ A hết rồi đâu, đúng không nào? À, vậy thì là HC trên lambda 1 trừ HC trên lambda 2 sẽ bằng là ME nhân với V1 bình trên 2 trừ V2 bình trên 2. À, thế từ đây ta sẽ rút ra được ME, đúng không nào? Bằng là HC trên lambda 1 trừ HC trên lambda 2 chia cho V1 bình trừ đi V2 bình. À, số 2 mình có thể nhân lên tử. Đấy. Thế thì thay số vào, bởi vì đây không còn gì vướng mắc nữa nhé. Thì nhớ là đổi đơn vị thôi. Lambda 1 nhớ đổi ra là nhân 10^-6, 0,25 nhân 10^-6 mét. Lambda 2 nhớ đổi ra là 0,3 nhân 10^-6. Thì kết quả ở đây thu được sẽ là ME nó bằng 9,1 nhân 10^-31 kg. À, cái giá trị này ta thấy thế nào? So với giá trị lý thuyết là trùng khớp luôn. À, như vậy là phép đo này cái sai số rất là nhỏ. Như vậy là cái phép đo gần như là lý tưởng đấy, rất tốt đấy.
Thế ta chuyển sang câu B. Yêu cầu của đề bài này: chiếu một ánh sáng khác có bước sóng lambda thì điện thế cực đại ở trên cái tấm kim loại là 3 V, hỏi lambda là bao nhiêu? Như vậy là chiếu lambda vào thì lại thấy V max nó bằng là 3 V, hỏi lambda là bao nhiêu? Thế thì muốn giải quyết được cái này thì thầy phải tính được A ở 1, đúng không? Thế thì từ 1 thì thầy rút ra được là cái công thoát A nó sẽ bằng HC trên lambda 1 trừ đi 1 phần 2 ME V1 bình. Rõ ràng cái A này thì tính như cụ thể rồi, đúng không? Thế xong bây giờ thầy lại có cái công thức Einstein đấy, là HC trên lambda thì lại bằng A cộng với E nhân V max. Vậy thầy cần tính lambda gì? Thế thì thầy thay vào đây. Vậy suy ra lambda sẽ bằng HC chia cho A cộng E V max cái gì? Mà A thì thay bằng là HC trên lambda 1 trừ đi 1 phần 2 ME V1 bình cộng tiếp với E V max. E V max. Và thay số thì chúng ta sẽ thu được cái lambda này có giá trị là bao nhiêu? Thì cái này bằng bao nhiêu? 0,193 micromet. Đấy chính là bước sóng của ánh sáng kích thích ở câu B, tức là để ra được cái electron mà bị giữ lại, electron bật ra làm cho điện thế của vật cô lập ấy nó là dương 3 V. Thì đây, đây là lambda. Thế còn nếu mà chúng ta muốn tính cái dạng quang điện của cái kim loại mà nói trên ấy, thì nó sẽ ra là 0,36 nhé. Tức là nếu mà bạn nào muốn tính thì cái lambda không ấy là 0,36 micromet. Thì ta thấy là 0,193 rõ ràng nhỏ hơn 0,36 thì gây ra được hiện tượng quang điện rồi, đúng không? Mà electron nó còn có động năng khá lớn, do đó phải cần hiệu thế là 3 V mới giữ lại được nó, cũng như là nếu mà chiếu vào tấm kim loại cô lập, chiếu vào vật dẫn cô lập thì điện thế của miếng kim loại ấy phải là dương 3 V. Sang bài 3. Một nguồn laser mạnh phát ra những xung bức xạ có năng lượng là 3.000 joule. Bức xạ phát ra có bước sóng là 480 nanomet. Hỏi rằng có bao nhiêu photon trong mỗi xung như vậy? Từ người ta hỏi là n bằng bao nhiêu? Thế thì phân tích thêm về laser. Chúng ta biết là laser là một nguồn sáng đơn sắc. Có cái gì? Tính đơn sắc cao này, tính định hướng cao này, tính kết hợp cao này, và sao nhỉ? Cường độ lớn. Thế tại sao cái ánh sáng laser nó lại có cường độ lớn hơn ánh sáng thông thường? Vì lý do như này. Cái chùm ánh sáng thông thường ấy nó truyền đi ấy, từng photon rời rạc rời rạc rời rạc, nhưng chùm laser thì không phải. Ánh sáng laser ấy, nó chiếu thành từng chùm gồm nhiều photon một đấy. Thế thì cho nên là cái năng lượng của nó lớn hơn năng lượng của ánh sáng nhìn thấy rất là nhiều, do đó cường độ của ánh sáng laser lớn hơn cường độ của ánh sáng nhìn thấy rất nhiều. Và chúng ta cũng nhớ về cái bản chất của cái nguồn laser ấy. Nó dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng nha. Thì khi một cái photon có năng lượng epsilon chạy qua một khối chất nào đó thì nó sẽ lôi kéo các cái nguyên tử phân tử trong đó để phát ra cái photon có năng lượng đúng bằng epsilon. Thêm một anh đi qua một lần kéo theo một vài photon, xong nó lại cho gương phản xạ, rồi cuối cùng là qua nhiều lần, và như thế là khi vào và khi ra, vào một photon thôi nhưng ra có khi hàng nghìn, hàng triệu photon. Đấy chính là lý do mà cái nguồn laser nó phát cái cường độ rất lớn. Thế thì quay trở lại với bài toán này. Đây chính là cái gì? Đây chính là năng lượng E. Mà năng lượng này người ta gọi là một xung, năng lượng của một xung ấy. Mà chúng ta biết là xung laser thì cũng là một tập hợp các cái photon. Vậy người ta hỏi là bao nhiêu photon trong cái tập hợp này? Thế thì có khó không?
Không khó đúng không? Ta áp dụng công thức. Năng lượng E của nó sẽ bằng là N lần năng lượng của một photon. À, năng lượng của photon ta ghi hiệu là epsilon. Vậy nó bằng N lần HC trên lambda. À, vậy thì thầy cần tính N gì? À, vậy N sẽ bằng là E nhân với lambda trên HC. À, vấn đề bây giờ là thay số thôi. 3000 nhân với lại 480 10 mũ trừ 9 chia cho 6,625 10 mũ trừ 34 nhân với lại 3 nhân 10 mũ 8. À, thì thay số ta sẽ ra N được nó bằng khoảng là 7,24 nhân với lại 10 mũ 21. À, như vậy là cái số hạt trong một cái chùm laser ta thấy nó rất lớn. À, thế thì giải thích được cái tại sao cái nguồn laser, cái ánh sáng laser lại là một cái ánh sáng có cường độ rất lớn như vậy. Ta sang bài tiếp theo, bài số 4. À, bài số 4 thì cũng lại liên quan đến kiến thức thực tế. À, đó là liên quan đến cái ảnh mà của cái máy ảnh truyền thống ấy. Ta phim ảnh ấy. Phim chụp ảnh sử dụng muối bạc bromua để ghi tác động của ánh sáng phân tích các cái phân tử bạc bromua thành nguyên tử. Cho biết năng lượng phân ly của bạc bromua là 23,9 kilocalo trên mol. À, thầy viết đây. 23,9 kilocalo trên mol. À, đấy là năng lượng dùng để phân ly của bạc bromua. À, thế yêu cầu của câu A là xác định tần số và bước sóng bước xạ vừa đủ để phân ly bạc bromua. À, câu A tính lambda và tính F để vừa đủ phân ly bạc bromua. Đấy. Bạc bromua. À, thế thì bây giờ mình phải đổi thế nào đấy? À, 23,9 kilocalo. À, đây thầy cứ gọi là E đi hả? E bằng như thế. À, thế thì kilocalo thì ta phải đổi ra mol đã. 23,9 kilo nhân 10 mũ 3 calo. À, 1 calo bằng 4,2 joule. Đấy. Như vậy đây nó sẽ thành là 23,9 10 mũ 3 4,2 đơn vị là joule trên mol nó gì? À, trên mol. Mà một mol nguyên tử hoặc một mol phân tử thì gồm có bao nhiêu nguyên tử hoặc bao nhiêu phân tử? À, 6,023 nhân 10 mũ 23. À, đây chính là số Avogadro. À, vậy chia cho 6,02 nhân 10 mũ 23, 6,023 10 mũ 23. Thì cái này là số hạt nhân. À, vậy thì E này chính là gì? Năng lượng cần thiết để phân ly một phân tử bạc bromua rồi. À, thế thì sẽ bằng là joule. Ta chia cái này ra. À, thì ta có thể viết lại nhỉ. 23,9 nhân với 4,2 nhân 10 mũ 3 trên 6,023 10 mũ 23. À, chính là năng lượng cần thiết để phân ly một nguyên tử, một phân tử bạc bromua. À, thế mà nhiệm vụ của mình là tính lambda và F để vừa phân ly đủ gì? À, vậy suy ra là epsilon sẽ bằng E tương đương với là H nhân F hoặc là HC trên lambda bằng E. E có rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tính ra F và C, à F và lambda. À, thế thì thay số và tính thì chúng ta sẽ thu được là lambda ở đây sẽ là 1190 nanomet. Thế còn F ở đây sẽ là 2,52
nhân với 10 mũ 14 hát. Đấy là cái đáp số của câu A. Thế còn câu B, nó yêu cầu như sau: tính lượng tử của bức xạ có tần số F1 bằng 100 MHz theo electron volt. Theo electron volt. À, thế thì cách tính thế nào? À, thì tính epsilon 1 bằng H nhân với F1, nhưng mà phải chia cho E để nó ra đơn vị electron volt. Như vậy bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 nhân với lại 100 MHz. Mega là 10 mũ mấy nhỉ? À, 10 mũ 6. 100 là 10 mũ 2. Như vậy nhân với 10 mũ 8 chia cho 1,6 10 mũ trừ 19. À, thì kết quả là epsilon 1 mình tính ra nó sẽ là bằng 4,14 nhân 10 mũ trừ 7 electron volt. Có một câu hỏi như này: tại sao máy vô tuyến của một đài truyền hình có công suất là 50.000 W, là công suất rất lớn, và tần số là 100 MHz, chính là cái năng lượng mình vừa tính đây, lại không tác động lên phim? Thế thì ta nhìn ở đây, năng lượng cần thiết để mà làm cho cái phim nó bị phân ly ấy, thì cỡ bao nhiêu? 10 mũ 3 chia 10 mũ 23 thì còn 10 mũ 20, như vậy khoảng âm khoảng khoảng cỡ trong vôn là khoảng âm 10 mũ âm 19 thì cỡ ấy trong vôn. Thế thằng này lại cỡ là 10 mũ trừ 7 ấy trong vôn, làm sao mà gây ra được, đúng không? Vì epsilon 1 nhỏ hơn e, tức là năng lượng cần thiết để phân ly, do đó suy ra là không, tức là sóng sóng do cái đài phát không thể tác động lên phim. Vì sao nhỉ? À, vì năng lượng không đủ lớn, không đủ để làm cho bạc chromium nó bị phân ly. Đấy, thế thì như vậy là chúng ta đã xét xong cái bài toán đặc biệt thứ tư. À, và còn một cái bài toán đặc biệt cuối cùng và cũng rất quan trọng, rất ý nghĩa, cũng rất hay. À, đó chính là tính cái bước sóng nhỏ nhất của tia Röntgen được tạo ra. Thì cái hiện tượng mà tạo thành tia Röntgen có thể hiểu hiện tượng của nó gần như ngược với hiện tượng quang điện. Chúng ta cùng xét bài cuối cùng này. Bài 5. Hiệu điện thế giữa anode và cathode của một ống Röntgen là 4,8 kV. UAK 4,8 kV. À, chúng ta có thể đổi sang vôn luôn. À, 4.800 vôn. Hãy tính A nhỏ, bước sóng nhỏ nhất của tia Röntgen mà ống có thể phát ra. A nhỏ, lambda min bằng chấm hỏi. Thế nếu mà bạn nào mà không hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của ống Röntgen thì làm sao mà làm được bài này, đúng không? À, thế thì ở đây thầy sẽ mô tả lại hoạt động của ống Röntgen. Ống Röntgen thực ra là một cái tế bào gọi là chân không. Tức là này, kiến thức này ta đã học ở lớp 11 rồi. Có một cái bản kim loại được dùng làm cathode. À, thế cathode này sẽ được làm sao? Đốt nóng. Đây là nguồn đốt nóng. Và khi mà được đốt nóng như thế thì electron nó sẽ bật ra khỏi bề mặt của kim loại. Thế và đặt đối diện với lại cái cathode này thì người ta đặt một cái chỗ anode, đặt một cái miếng kim loại nữa cũng là anode. Thế thì nếu như chúng ta nối giữa anode và cathode một cái hiệu điện thế UAK, bên này dương, bên này âm, thì rõ ràng là ấy trông thế nào? Chuyển động.
về anode đúng không? Vì đây mang điện dương, đây mang điện âm mà. Tức là electron sẽ được tăng tốc khi chạy đến anode. Nhưng mà khi trên đường truyền của cái electron này, người ta lại chắn vào đây một cái gọi là đối âm cực. Đây là có thể có cái chốt để đưa cái dòng điện nó chạy ra ngoài. À, cái đối âm cực này sau khi electron va chạm vào đây thì electron tương tác với lại cái đối âm cực này, tóm lại là bị đối âm cực hấp thụ năng lượng để làm gì? Để nó phát ra tia tơn ghen. Đấy. Thế thì chúng ta có thể hiểu sơ bộ như này. Hiện tượng quang điện là hiện tượng mà ánh sáng chiếu vào, photon ánh sáng truyền toàn bộ năng lượng cho electron để electron bật ra ngoài. Nếu dư thừa năng lượng thì tồn tại ở dạng nào? Động năng. Thế còn đây, cái mà đi đến truyền năng lượng lại là electron. Như vậy electron đến truyền năng lượng cho đối âm cực biến thành photon. Vậy thì rõ ràng cái năng lượng mà photon thu được so với cái động năng cực đại của electron bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng, bởi vì nó còn mất mát đúng không? Như vậy ta có HC trên lambda, đây là năng lượng của tia Röntgen phát ra, bao giờ cũng nhỏ hơn bằng động năng cực đại của electron. Mà động năng cực đại của electron này lại được sinh ra bởi vì cái gì? Vì cái sự tăng tốc trong điện trường. Mà tăng tốc trong điện trường thì được tính bằng công thức nào? E nhân với U AK. Thế thì điều này tương đương với gì nào? Lambda sẽ lớn hơn bằng H nhân C trên E UAK. Thế mà đề bài đang hỏi là bước sóng cực tiểu. Vậy thì suy ra là lambda min sẽ chính bằng là HC trên E nhân với U AK. Và thay số chúng ta sẽ tìm ra được kết quả. Bấm máy tính chúng ta sẽ ra được là 2,59 nhân với 10 mũ trừ 10 mét. Chúng ta chuyển sang cái ý B, người ta hỏi lại câu hỏi mở rộng hơn nữa. Số electron đập vào đối cathode trong mỗi giây và vận tốc của electron khi tới đập vào đối cathode, biết rằng cường độ dòng quang điện bão hòa là 1,6 mA. Thế thì làm nào để tính được vận tốc của electron khi tới đập vào đối cathode? Thì chính là trên này này. Động năng cực đại bằng E nhân UAK, đúng không? Thế thì ở đây nó hỏi hai thứ. Thứ nhất là NE bằng bao nhiêu này? Thứ hai là V của E bằng bao nhiêu? Thế thầy áp dụng công thức nhé. Ta lại áp dụng công thức là động năng cực đại của electron tức là bằng MV bình, đây là V max luôn đi. MV max bình trên 2 nó bằng E nhân với U AK. Vậy thầy suy ra được V max. V max sẽ bằng là 2 nhân với E nhân với UAK chia cho M lấy căn. Đấy. Thế thì cái V max mà mình tính được ở đây ấy, thì nó sẽ là cỡ 4 nhân với 10 mũ 7 mét trên giây. 4 nhân 10 mũ 7 mét trên giây. Như vậy ta thấy cái vận tốc của electron cực đại ở trong cái ống Röntgen này nó lớn hơn hẳn so với lại electron bật ra do hiện tượng quang điện, đúng không? Electron bật ra do hiện tượng quang điện chỉ là 10 mũ 5, 10 mũ 6 thôi. Và một cái yêu cầu nữa là tính số electron nó lại cho biết cái y bão hòa rồi. Mà y bão hòa chúng ta biết được quan hệ nào với lại số electron bật ra nhỉ? Trong một giây nhỉ? N electron nhân với E. Vậy thầy suy ra được là NE sẽ bằng y bão hòa chia cho E. Thay số 1,6 10 mũ trừ 3 chia cho 1,6 10 mũ trừ 19 thì nó sẽ ra là 10 mũ 16. Như vậy mỗi giây sẽ có là 10 mũ 16 electron đập vào đối cathode. Thế thì như vậy thầy vừa cùng chúng ta nghiên cứu xong 5 cái dạng bài toán đặc biệt mà liên quan đến phần lượng tử ánh sáng. Thế thì từ những cái bài toán đó chúng ta nắm được bản chất của từng hiện tượng để trong khi
mà người ta có hỏi những cái câu hỏi khác nhưng vẫn về cái hiện tượng đấy, mình có thể suy luận ra để mình làm được. Chúc em môn thi tốt. Chào các em.